Kể từ khi Quang Linh về Việt Nam, mọi hoạt động của nam YouTuber đều được mọi người quan tâm. Mới đây, động thái mới nhất của anh chàng được chia sẻ trên trang cá nhân thu hút nhiều sự chú ý. Mùa thu Hà Nội luôn là thời điểm lý tưởng để giới trẻ sống ảo với những bức hình đẹp như tranh vẽ. Phố Phan Đình Phùng, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn, là một trong những địa điểm lý tưởng để check-in mỗi khi nhắc đến Hà Nội trong mùa này. Giữa hàng trăm nàng thơ đổ xô đi chụp ảnh thì mới đây Quang Linh Vlogs, tên thật Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cũng bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao với hình ảnh đu chen mùa thu trên con phố này. Theo đó, trên trang cá nhân, Quang Linh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc thả dáng bên cạnh chiếc xe đạp chở đầy hoa quen thuộc giữa phố Hà Nội. Đính kèm với hình ảnh, Quang Linh chia sẻ, thu đã về. Mặc dù diện trang phục giản dị nhưng với vi rùa điển trai cùng bó hoa hướng dương rực rỡ vô cùng bắt mắt đang cầm trên tay cũng đủ khiến dân tình đổ rầm rầm. Bên dưới phần bình luận, ai nấy đều không ngớt lời khen cho vi rùa nam thần của chàng YouTuber. Cư dân mạng còn hài hước cho biết nếu biết sự xuất hiện của anh chàng thì đã phi ngay tới để gặp mặt. Chưa kể, một số còn thả nhẹ chiếc ảnh với bối cảnh giống hệt Quang Linh để chip moment với anh chàng. Trên mạng xã hội, dân tình còn nháo nhào cho rằng chuyến đi Hà Nội này của Quang Linh còn có sự đồng hành của Hoa hậu Thùy Tiên, bởi một số đã phát hiện nàng hậu có bức ảnh với bối cảnh giống hệt Quang Linh. Chi tiết này khiến các fan couple vô cùng thích thú và lập tức đẩy thuyền. Tuy nhiên, thực chất bức ảnh của Thùy Tiên được chụp trong chuyến đi Hà Nội năm 2023. Dẫu vậy, ai nấy đều không tiếc lời khen cho sự trùng hợp thú vị này. Thậm chí, fan còn cho rằng cả hai có khuôn mặt rất giống nhau, đặc biệt là khuôn miệng cười như đúc. Trước Quang Linh, đã có nhiều gương mặt nổi tiếng đến con phố nổi tiếng này check-in như Lọ Lem, con gái Quyền Linh hay Nàng Mơ, một hot girl TikTok được nhiều người theo dõi. Vốn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu, cả hai cô nàng không ít lần thu hút sự chú ý của mọi người với những tạo hình nhẹ nhàng chuẩn nàng thơ. Trở lại với Quang Linh, sau gần chục năm sinh sống và làm việc tại Angola, Quang Linh Vlogs trở thành nhân vật truyền cảm hứng tới tất cả mọi người. Từ một chàng trai 18 tuổi chân ướt chân ráo sang châu Phi làm thợ xây, sau đó làm xưởng đá, nay đã trở thành ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Cuộc sống và hành trình của Quang Linh Vlogs được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những hoạt động thiện nguyện của anh đối với người dân châu Phi suốt thời gian qua. Từ khởi đầu đầy vất vả, hiện tại Quang Linh sở hữu khối tài sản khổng lồ. Hiện tại, anh sở hữu lượng follow khủng trên các nền tảng mạng xã hội như 4 triệu follow trên YouTube, 4,7 triệu follow trên TikTok và rất nhiều tài khoản khác trong hệ sinh thái. Quang Linh vẫn đang làm việc song song ở cả Việt Nam và Angola. Mặc dù sở hữu khối tài sản khủng, Quang Linh vẫn gây ấn tượng với sự thoải mái và khiêm tốn của mình. Anh chàng vẫn liên tục hoạt động nhiều hoạt động từ thiện với đóng góp cộng đồng, khiến cho Quang Linh luôn gắn liền với hình ảnh sạch và nhận nhiều lời khen ngợi. Nhật Lệ, chị gái Quang Linh, từng tâm sự Quang Linh dễ dàng kiếm tiền hơn khi ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh chàng vẫn muốn sang Angola làm việc vì bên đó có nhiều người cần giúp đỡ hơn. Hiện tại, Quang Linh đã trở về Việt Nam và sẽ ở lại khoảng 3 đến 4 tháng để hoàn thành nốt công việc và có thể sẽ phải qua Tết Nguyên đán thì mới trở lại Angola.